anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nở là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Sao có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi, niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên.
bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau. Khấn xin mẹ thương rất dịu, tình yêu dâng cao. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người tình em yêu, người tình em mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hoa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau. Khấn xin mẹ thương rất dịu, tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phai âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời. Lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu, tình thương tha thứ. Hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời. Lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến, chớ che đời con. Thank you.
Thank you.
Kính thưa quý vị quan khách, yêu và được yêu đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người, và đó là món quà vô giá, là phần thưởng xứng đáng mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ở từ thuở loài người, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng như là một quy luật tất nhiên của cuộc đời. Và để rồi có tuổi trẻ tình yêu khát khao và cháy bỏng như chiếc cầu vồng bắc qua cơn mưa, lướt tỏa ánh sáng hào quang, như có tình yêu cao sang, có tình yêu mạnh mẽ. Dù ngày mai còn gian nan vất vả, nhưng đôi bạn trẻ của chúng ta đã không quản ngại chi, đã vượt qua giới hạn của một tình bạn chân chính để bước đến với một tình yêu chung thủy. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trải qua những năm tháng quen biết và tìm hiểu cho đến ngày hôm nay, cô dâu Thanh Thùy và chú rể Trần Hên đã tìm đến bên bờ hạnh phúc cho riêng mình. Và lễ vu quy ngày hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu của Thanh Thùy và Trần Hên đã đến ngày đồng hòa kết trái. Và giờ đây, không phải để toàn thể quý vị quan khách phải chờ đợi hơn nữa, xin mời toàn thể quý vị khách chúng ta hãy dành những tràng hoa tay thật lớn, hoan nghênh đẹp, chào đón cho đôi tân lang tân sinh nhật đẹp nhất, danh nhất trong buổi trưa hôm nay, cô dâu Thanh Thùy, chú rể Trần Hên, xin mời. Trưởng thành công trong cuộc sống và hơn thế nữa, nhìn con cái mình yên bề gia thất. Bởi vì sao? Bởi vì hạnh phúc của con cái trong niềm vui của những người làm cha làm mẹ. Và ngay sau đây chúng ta cùng đồng nhiệt chào đón gia đình nhà gái với sự hiện diện của bà Maria Trần Thị Mật, là người mẹ thân sinh ra cô dâu Thanh Thùy. Và vị đại diện cho gia đình nhà gái đó chính là bác Tình. Và quý ơi, một trao tay thật lớn thật nhiệt để cùng chào đón gia đình nhà gái. Đón gia đình nhà trai với sự hiện diện của ông Barnabé Trần Văn Louis và bà Isabel Trần Ngọc Lê, là cha mẹ thân sinh và chú rể Trần Hên. Và vị đại diện cho gia đình nhà trai đó chính là bác Đức. Và quý ơi, một trao tay thật lớn thân nhiệt để cùng chào đón gia đình nhà trai. Quý vị và các bạn thân mến, nhà gái đứng cạnh cô dâu, nhà trai đứng cạnh chú rể, cho hình ảnh cưới thêm phần đẹp và thêm phần ý nghĩa hơn. Và ra đây, cô dâu, chú rể, nhà trai, nhà gái xin ra mắt toàn thể quý vị quan khách và gửi đến toàn thể quý vị khách lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Cùng với chúc đủ đường muốn theo quý vị trở về nơi đây với một lý do chung là chúc mừng duyên mới cho cô dâu Thanh Thùy, danh duyên cùng chú rể Trần Hên. Chúc cho nhà trai có thêm dâu hiền và chúc cho nhà gái có thêm dễ thảo. Và để đáp lại những tấm chân tình của toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chấp thời gian và ngọc, trở về đây cùng chung vui và tham dự lễ vu quy này. Và xin phép đến đây, ban tổ chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình nhà gái, đó chính là bác Tinh, sẽ có đôi lời phát biểu cũng như đôi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các bậc khách quý, quý vị thân nhân của hai gia đình vô cùng mến thương, con thay lời cho gia đình nhà gái trước hết cảm tạ Thiên Chúa đứng tạo dựng thế giới hữu hình và vô hình. Trong mọi sự lành, Ngài không là tác giả của sự dữ. Thứ đệ, gia đình chúng con xin thành kính tri ân cha xứ. Ngài đã chăm lo cho đôi tân hôn và gia đình chúng con, để gia đình chúng con đạt tới hạnh ngay ở thế giới hiện tại này và thăng tiến đến thế giới trong trạng thái. Con lại nhớ đến câu kinh thánh là mọi âu lo trút cả cho người vì người chăm sóc anh em. Trong cái tâm tình này, gia đình chúng con lần nữa thành kính tri ân cha xứ rất nhiều. Và gia đình chúng con cùng đôi tân hôn xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị hiện diện nơi đây,
chúng ta đã dành những tình cảm tốt lành trong bổn phận cho đôi tân hôn và gia đình chúng con. Và trong cái niềm vui hân hoan này thì bác chúc cháu gái sẽ đi tìm, vì hạnh phúc là đi tìm chứ không phải là điểm đến. Tìm một cách may mắn và xây dựng tình nghĩa thật giàu. Nhà báo Thanh Tùng nói nghèo tình nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo của chả lo. Con mang tiếng cười đến gia đình đó, mọi người và mỗi người. Và chúc chú rể nay đã kiếm được trái hoa hồng. Phụ nữ nào cũng đẹp như hoa hồng hả? Nhưng mà nụ hoa hồng nó rất đẹp, cánh hoa rất đẹp, nhưng dưới thân cây nó lại có gai. Chúc cháu là có cái nghệ thuật để bấm tỉa gai rất tốt để hoa hồng hoàn thiện hơn. Chúc mừng. Và trong cái niềm vui này, gia đình chúng con không biết nói gì hơn thì xin kính chúc tất cả. Thôi, chúng ta là gia đình nhân loại thì con xin chúc quý vị tất cả chúng ta yêu nhiều, yêu thật nhiều, yêu bản thân mình, yêu gia đình mình và yêu hết thảy mọi người. Cùng chúng ta tăng cường yêu quê hương nước Việt xinh tươi của chúng ta nữa. Con xin cảm ơn. Phát biểu xong và nhà trai ta cũng có đôi câu để đỡ lời. Và ngay sau đây, ban tổ chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình nhà trai, đó chính là bác Đức, cũng có đôi lời đáp từ. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa cha xứ mà và các sơ và ban thường vụ hội đồng, cha đã hồi phong dân thánh lễ cầu nguyện cho hai cháu, thì con cũng thay mặt cho họ bên họ nhà trai, đại diện cho họ nhà trai cảm ơn cha và quý sơ và ban thường vụ và tất cả bà con giáo dân trong Tân Lập được sức khỏe, và chúc riêng họ nhà gái dồi dào sức khỏe và tiếp đón họ nhà trai rất là nồng hậu. Tôi cũng xin thay mặt họ nhà trai cảm ơn họ nhà gái và cha và quý sơ ban thường vụ và bà con ở trong hôn trường. Cuối cùng tôi xin dứt lời, xin hết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ để mừng cho tình cảm thủy chung, xin mời dâu rể hãy cùng bước sang. You're always on my mind, all day just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny.
Có một lần nữa thay lời cho những người làm chương trình xin được chúc mừng người cha, người mẹ. Và còn con dâu chú rể chúng ta hãy ở lại với trung tâm của Thiên Hạnh Phúc và tiếp tục tiến về bàn tiền thế giới cùng đến với nghi thức cắt váy, xin mời ạ. Quý vị quan khách chúng ta hãy cùng nhau nâng ly và cùng ly với cô dâu chú rể trong nghi thức hôn sự sau đây. Phần cha, chí hiếu phần mẹ và dĩ nhiên rồi, chữ tình đôi ta. Một lần nữa xin được chúc cho Trần Hiền và Thanh Huy trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và giờ đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy trở về với trung tâm của bàn tiệc cùng chung vui và đón nhận những lời chúc tốt đẹp nhất từ quý vị khách. Xin mời hai bạn. Một lần nữa thay lời cho bây giờ đây cũng như thế. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những dàn trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Những dàn trao chàng đính ước, mong ngày mai con
yêu còn mãi, niềm tin bên nhau, dẫu tát biển đông cùng cạn hòa chung câu ca, say đắm giai điệu hạnh phúc chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai.
ngàn hoa hé nở cùng xuân, chào dâng bao niềm hạnh phúc vui say sánh bước bên nhau. Hôm nay đám cưới rộn ràng, cô dâu chú rể thật tươi, mong cho cô dâu chú rể mãi mãi hạnh phúc bên nhau.